Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu có bàn tay Tô Lâm trong vụ lạm dụng tình dục ở Chile hay không? Lạm dụng tình dục là hành vi mà một người sử dụng quyền lực, ảnh hưởng hoặc sức mạnh của mình để ép buộc người khác tham gia vào các hoạt động tình dục mà họ không mong muốn. Hành vi này có thể bao gồm việc chạm vào các vùng nhạy cảm trên cơ thể, ép buộc quan hệ tình dục hoặc các hành vi không tiếp xúc mang tính khiêu dâm mà không có sự đồng ý của nạn nhân. Và đây là hình người được cho là ông Lại Đức Tuấn, cảnh vệ tháp tùng ông Lương Cường. Trên mạng xã hội Việt Nam ngày 12 tháng 11 đang chia sẻ rộng rãi thông tin, truyền thông quốc tế đưa tin một cảnh vệ tháp tùng chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, trong khi thăm chính thức Chile vừa bị bắt vì hành vi lạm dụng tình dục vào đêm ngày 10 tháng 11. Bản tin dẫn lời Bộ Ngoại giao Chile cho hay, nghi can là nhân viên an ninh Việt Nam, Lại Đức Tuấn, 59 tuổi, cảnh vệ tháp tùng ông Lương Cường. Người này đã bị cáo buộc cố tình lạm dụng tình dục một thiếu nữ trên 14 tuổi một cách bất ngờ và không có sự đồng ý của nạn nhân. Vẫn theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Chile, viên nhân viên an ninh cảnh vệ Việt Nam này lập tức đã bị cảnh sát Chile bắt giữ. Được biết chủ tịch nước Lương Cường đang có chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11, đồng thời sau đó sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Đây cũng là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông Lương Cường trên cương vị nguyên thủ quốc gia của Việt Nam. Hãng tin AP cũng đưa tin về vụ việc kể trên và cho biết nhân viên cảnh vệ Lai Đức Tuấn phải rời khỏi Chile và kèm theo lệnh cấm nhập cảnh Chile trong thời gian ít nhất là 2 năm sau khi bị tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục. Vẫn theo AP, nhân viên cảnh vệ này đã ra tòa ở thủ đô Santiago de Chile vào buổi chiều thứ hai ngày 11 tháng 11. Sau đó, ông Lai Đức Tuấn đã được thả theo một số điều kiện và bắt buộc phải rời Chile trong vài tiếng đồng hồ, đồng thời cấm không được tiếp xúc với nạn nhân. Và đây là hình chủ tịch nước Lương Cường. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chile, Alberto, đã nói với báo giới rằng người đồng cấp Bùi Thanh Sơn đã ngỏ lời xin lỗi vì những gì đã xảy ra, đồng thời cũng cho biết phía Việt Nam sẽ hoàn toàn hợp tác để giải quyết vấn đề. Tình trạng lạm dụng tình dục tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện đang là vấn đề đáng lo ngại ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ nữ, kể cả trẻ em. Tại Việt Nam, một số vụ việc quan chức bị cáo buộc lạm dụng tình dục đã từng gây bức xúc trong dư luận. Một trường hợp đáng chú ý là vào tháng 12 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Đinh Bằng My đã bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc lạm dụng tình dục nhiều nam sinh trong thời gian dài. Vào tháng 4 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Bạch Công Tình cũng bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi dâm ô đối với hai học sinh lớp 9. Đặc biệt, chính phủ Việt Nam đã có những bước tiến trong việc ngăn chặn và xử lý hành vi lạm dụng tình dục. Bộ luật lao động sửa đổi năm 2019 đã đưa ra định nghĩa về quấy rối tình dục tại nơi làm việc và yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng quy tắc ứng xử để phòng ngừa hành vi này. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Được biết, lực lượng cảnh vệ trực thuộc Bộ Công an nơi nhân viên an ninh Lai Đức Tuấn công tác có nhiệm vụ bảo vệ những lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước Việt Nam. Trên mạng xã hội của người Việt có không ít những ý kiến bày tỏ sự hoài nghi, có hay không bàn tay của Bộ Công an đã gài bẫy nhằm hạ uy tín của chủ tịch nước Lương Cường theo sự chỉ đạo từ ông Tô Lâm. Mặc dù chủ tịch nước Lương Cường không dính dáng gì trong vụ lạm dụng tình dục này, nhưng đây là một nỗi nhục quốc thể nên ông Lương Cường có thể phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu phái đoàn nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức thăm Chile. Tóm lại, không thể loại trừ khả năng đây là một đoạn phép của Tô Lâm nhằm triệt hạ Lương Cường, một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành ghế tổng bí thư trong đại hội 14 vào đầu năm 2026. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin liệu có bàn tay Tô Lâm trong vụ lạm dụng tình dục ở Chile hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Lợi và hại cho Việt Nam khi ông Trump trở lại chính trực. Ngày 11 tháng 11, BBC tiếng Việt bình luận Trump tái xuất các công ty rút khỏi Trung Quốc lợi và hại cho Việt Nam. BBC dẫn lời các nhà phát triển công nghiệp trong khu vực nói với một hãng tin quốc tế rằng, sự dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á đã xảy ra trước khi cuộc bầu cử có kết quả. Các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia sẽ hưởng lợi lớn từ sự dịch chuyển nhà máy này, đặc biệt trong các ngành ô tô, điện tử. BBC nhận xét, đây được xem là dấu hiệu cho thấy ông Trump người sẽ nhậm chức vào tháng 1 năm 2025 có thể tác động lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn lời ông Charibon, CEO của WSA, một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Thái Lan, nói với hãng tin quốc tế rằng: "Đã có một đợt dịch chuyển giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021 tới Đông Nam Á, nhưng lần này sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn." BBC dẫn lời ông Vicom, người sáng lập và là chủ tịch tập đoàn bất động sản Amada cho biết: trong số 90 nhà máy đã mở cửa trong năm 2024 tại các khu công nghiệp do Amada điều hành, khoảng 2 phần 3 là các công ty chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Ông cho rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ gián đoàn mạnh vào Trung Quốc. BBC dẫn phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai nói với báo giới rằng chúng tôi muốn có nhiều khoản đầu tư từ Trung Quốc để có hàng bán cho Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều yêu mến chúng tôi nên chúng tôi không cần phải chọn phạt. Bên cạnh đó, BBC dẫn lời ông Shotean Lai, chủ tịch liên đoàn các nhà sản xuất Malaysia, nói với một hãng tin quốc tế rằng: Sự thay đổi này có thể mang đến cho Malaysia những cơ hội mới để nắm thị phần lớn hơn trong xuất khẩu sang Mỹ cũng như các thị trường quan trọng khác. BBC đánh giá, sự dịch chuyển này vừa đem đến cơ hội nhưng cũng mang tới rủi ro cho Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Và đây là hình Donald Trump người có thể gây ra những xáo trộm lớn trên thế giới. BBC dẫn nhận định của nhà phân tích Robert Law thuộc Đại học Melbourne ở Úc cho rằng ông Trump đã tuyên bố áp mức thuế 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và 20% đối với các nơi khác. Sự di dời nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam vốn đã xảy ra trước đó có thể được đẩy mạnh hơn nữa. Tuy nhiên, không thể nói trước chắc chắn điều gì bởi sự khó lường của ông Trump. Có thể ông ấy sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận với Trung Quốc. Ông ấy cũng có thể nhắm đến Việt Nam và Mexico nếu nghĩ rằng các nước này đang được sử dụng như bên thứ ba để các công ty Trung Quốc lách thuế. BBC cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc là nước dẫn đầu về số dự án FDI đầu tư vào Việt Nam và đứng thứ hai về vốn đầu tư với hơn 3,2 tỷ đô la. Trong khi Việt Nam ghi nhận xuất khẩu sang Mỹ tăng cao trong những năm trở lại đây. Trong 10 tháng đầu năm nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam là nhà xuất khẩu lớn thứ tư tới Mỹ, chỉ sau Trung Quốc, EU và Mexico. BBC dẫn nhận định của tiến sĩ Benjamin Sack từ Mỹ cho rằng, Hà Nội có thể muốn làm việc với chính quyền của đảng Dân Chủ hơn, vì trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, mối quan hệ song phương về mặt kinh tế đã xấu đi, khi ông Trump cho rằng Việt Nam lạm dụng thương mại với Mỹ để trục lợi. Ông Robert Lo nhận xét, việt nam đã hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua mạng lưới rộng lớn các hiệp định thương mại và tự hào với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhưng chi phí lao động cao hơn so với ấn độ cơ sở hạ tầng còn kém phát triển so với các nền kinh tế asian tiên tiến như malaysia và thái lan dù rằng chính phủ việt nam đang tập trung cải thiện năng lực tiếng anh cũng thấp hơn ấn độ malaysia hoặc philippines nhưng trí thông minh nhân tạo có thể giúp khắc phục thách thức này trong những năm tới Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lợi và hại cho Việt Nam khi ông Trump trở lại chính trường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đầy để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.